Hello, xin kính chào tất cả các bạn. Mình tên Nga, mình họ Đàm. Mình là chuyên gia trong lĩnh vực ứng dụng sinh chắc vân tay vào cuộc sống và là người đồng hành với các bạn trong lĩnh vực phát triển con người. Thì ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một cái chủ đề, đó chính là việc giao tiếp. Thì tại sao việc giao tiếp với trẻ nó lại là nó có ý nghĩa quan trọng? Và tại sao việc giao tiếp bằng mắt lại là quan trọng? Thì ngày hôm nay chủ đề là giao tiếp bằng mắt. Thì để tôi có thể chia sẻ với các bạn kỹ hơn về vấn đề này á, thì tôi đã đọc nhiều sách và cháu của tôi thì cơ bản là nó giao tiếp tốt bằng mắt. Và cháu tôi bây giờ thì cũng lớn rồi, nhưng mà mỗi khi mình nói chuyện với nó vẫn rất tập trung và chăm chú lắng nghe, và nó nhìn chằm chằm như thế này các bạn. Có thể là mặt đối mặt á, là nó nhìn mình không có rời mắt luôn. Thì nguyên nhân là tại sao mình có thể làm được những điều đó, và hiện nay tại sao có quá nhiều trẻ em lại không có được những điều đó, thì tôi xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Là trong cái gia đình nọ thì ngay cả bố với mẹ nói chuyện với nhau á, thì cũng không cần phải nhìn mặt, chỉ cần nghe tiếng bố kêu mẹ làm cái gì đó hoặc là mẹ kêu bố làm gì đó thì chỉ cần nghe tiếng thôi là đã ok rồi. Và khi mà người bố đó nói chuyện với người mẹ thì người mẹ vẫn rất tập trung như thế này các bạn, tập trung vào điện thoại như thế này và trả lời. Và đứa con của họ thì nhìn thấy những điều đó, và khi mà bố mẹ kêu nó thì nó rất tập trung vào việc chơi và nó không hề nhìn lại và nó chỉ trả lời thôi. Và khi mà nó lớn rồi, hơn 1 tuổi rồi, nó cũng chỉ trả lời như vậy. Mà gia đình đó thì rất là hoang mang vì tại sao con của tôi lại không giao tiếp bằng mắt với tôi. Cuối cùng là đi đăng lên một diễn đàn á, thì ai cũng nói là con có vấn đề rồi, đi khám đi, chắc não của nó có vấn đề hay gì đó. Thì thật ra mà nói thì tôi không biết cái việc giao tiếp bằng mắt nó có vấn đề hoặc là không giao tiếp bằng mắt nó có vấn đề, cho đến tận khi mà tôi nghe được những cái điều đó từ cái người mẹ. Và cuối cùng là đứa bé đã được dẫn đi bác sĩ các bạn. Và khi mà gặp bác sĩ thì đứa bé đó rất là nhút nhát. Bởi vì sao ạ? Bởi vì đứa bé đó nó chỉ có 18 tháng thôi mà cứ đưa đi bác sĩ này các kiểu thì nó rất là nhút nhát và sợ hãi. Và cuối cùng thì nó được đánh giá là tăng động, giảm chú ý và tự kỷ gì đó. Thì tôi không biết kết luận của bác sĩ là chính xác là như thế nào, nhưng mà đại khái là như vậy. Thì chỉ là đến từ cái việc con không giao tiếp bằng mắt thôi, mà người mẹ thì hoang mang, người đăng trên các diễn đàn và cuối cùng đi đến một kết luận như vậy. Thì tôi mới đưa ra một cái câu hỏi đó với một bạn đã nuôi con, mặc dù là tôi có cháu và bố mẹ tôi giao tiếp bằng mắt rất tốt với cháu, mà bây giờ nó 6 tuổi rồi các bạn, nó có thể mặt đối mặt với chúng ta như thế này và nói chuyện và nó nhìn chúng ta cực kỳ là chăm chú, nó cứ nhìn như thế này các bạn, nhìn rất là chăm chú. Và bí quyết ở đâu là như vậy thì tôi thì không có để ý, nhưng mà khi tôi đọc mua nhiều sách thì về tâm lý học hành vi thì nó có nói là trẻ em sẽ là bản sao của bố mẹ nó, sẽ là những người nào nó gần nhất. Thì khi đó nó sẽ có những hành vi giống bố mẹ nó. Có thể là cái việc mà nó tập trung đó là chơi, và cái việc nó không tập trung đó chính là cái việc mà bố mẹ nó kêu. Bởi vì nó không thấy được sự quan trọng của việc bố mẹ kêu. Thậm chí ngay cháu của tôi, nó ngồi nó chơi một trò chơi thì nó chăm chú như thế này bạn. Nó chăm chú như thế này, chỉ là một tờ giấy thôi bạn. Tôi thấy là chắc là nó có vấn đề. Nếu như nói như các mẹ ở trên các diễn đàn xã hội thì chắc là nó đang có một cái vấn đề gì đó. Nhưng mà không ạ. Cũng may là cháu của tôi nó giao tiếp được bằng mắt, nên tôi lại không có nghĩ là nó có vấn đề. Và cuối cùng là tôi đã đọc về tâm lý học hành vi và ứng dụng nó dành cho một số trẻ em. Nó cũng có cái triệu chứng như vậy, tức là không tập trung nghe những lời mẹ dạy gọi. Thì tôi cũng có đã ứng dụng, và tôi có hỏi thêm một bạn nữa ở trên Facebook, đó chính là bạn Nguyễn Hồng Yến. Bạn đó là một trong những người mà tôi nhận thấy được có một cái mà kỹ thuật nuôi con, cũng các bạn nói là kỹ thuật cũng được, một kỹ năng cũng được, một khả năng cũng được, như thế nào cũng được. Nhưng mà tôi rất là tôn trọng bạn ấy và rất là ngưỡng mộ bạn ấy, thậm chí là nói là tôi có phần tự hào vì được bạn ấy nói chuyện với mình về những lĩnh vực nuôi dạy cháu. Bởi vì tôi chưa có con nên tôi chỉ có thể ứng dụng danh cháu của mình. Và ông bà nội thì ứng dụng rất là tốt, nhưng mà khi ông bà nội ứng dụng những điều đó thì
bằng cái sự chuyển biến của một người lớn ở một người có ở một cái người có khả năng nuôi con cháu tốt rồi, thì tôi không dám nói được là đó là những kỹ năng mà tôi đã chia sẻ. Mà sau khi tôi khẳng định thêm một lần nữa là giờ bạn ấy nói rằng khi con còn nhỏ, lúc mà con còn trong những ngày còn nằm ngửa, những ngày trẻ đang ê a đó, thì người mẹ Nguyễn Hồng Yến này đã nói chuyện với con, nói suốt à, nói như vậy. Và người chồng hay thường nói là em có bị làm sao không đấy, à, con có hiểu gì đâu mà em nói. Thì người mẹ này mới nói là không, em nói kệ em, đây là việc nuôi con, là việc của em, cứ để cho em nói. Em nói như vậy nhưng con hiểu, anh có thể nói là con không hiểu nhưng đối với em nó hiểu. Và cuối cùng thì người mẹ nói xuống các bạn. Và cuối cùng đứa trẻ nó lớn lên, nó cái cách nói chuyện của nó, khi nó bắt đầu nói chuyện thì nó có một cái xu hướng nói chuyện giống người mẹ. Và khi đứa trẻ này đang cái thời gian nằm ngửa, mỗi lần thời gian nằm ngửa là nó chưa lật, chưa trường, chưa có xoay người được các bạn, thì người mẹ này mỗi lần nghe con ê a đó bạn, thì người mẹ luôn cúi xuống và giao tiếp bằng mắt với đứa, à, tức là ô con gọi gì đó, à, và đứa trẻ đó nhìn vào trong mắt của người mẹ các bạn. Và sau dần khi con bò, thì người mẹ này, đứa con ê a, thì người mẹ này cúi xuống đó các bạn, cúi sát xuống đó và cũng nhìn hỏi, à, con đang gọi mẹ à, có chuyện gì vậy? Thì người mẹ đó giao tiếp với con bằng mắt, bằng cái sự trực quan của người mẹ. Và người mẹ đó luôn cúi đầu để tầm mắt của mình ngang với tầm mắt của con, chứng tỏ một điều, người mẹ đó rất là quan tâm tới việc giao tiếp bằng mắt dành cho con. Và cuối cùng thì đứa trẻ đó lớn lên giao tiếp bằng mắt rất tốt. Đó là cái việc giao tiếp bằng mắt và kỹ thuật. Và là giải pháp làm thế nào đối với những đứa mà hiện tại kêu thì không nghe, à, các bạn có biết tại sao mà khi mà người lớn kêu người đứa nhỏ không nghe không ạ? À? Không thèm trả lời chứ không phải không nghe đâu. Xin lỗi, là đứa trẻ đó không thèm trả lời chứ không phải là không nghe. Không nghe, à, không nghe là một vấn đề, nhưng mà các bạn quát nó lên thì nó sẽ nghe, à, tức là nó đã rời khỏi sự tập trung đó thì nó sẽ nghe. Sự tập trung của nó về một món đồ chơi gì đó nó đang nhìn thế này. Và cuối cùng thì nó đã cố ý nó lắng nghe bố mẹ nó. Nhưng mà nếu mà các bạn không quát lên, không có gây sự chú ý cho nó thì nó chả chú ý cho các bạn. Đó chính là khi nó còn nhỏ đó các bạn, nó ê a, nó hỏi, nó kêu bố mẹ, bố ơi, mẹ ơi, thì bố mẹ cứ nói, ờ con nói đi, ờ con nói đi, ờ bố mẹ đang nghe nè, ờ bố mẹ đang nghe nè, con nói đi, gì? Ờ, và cuối cùng thì từ đó về sau nó không còn kêu nữa. Và khi bạn kêu nó cũng chả thèm quan tâm nữa. Hoặc là có những đứa trẻ mình thấy ngồi vậy nè, nó tập trung rồi, hỏi con mấy tuổi, con 11 tuổi, con mấy tuổi, con 9 tuổi. Có những đứa trẻ vậy, con đang coi gì thế, con đang coi chuyện phim hoạt hình, con đang làm gì thế, con đang coi điện thoại. À, và cuối cùng là nó sẽ không bao giờ giao tiếp bằng mắt được bạn. Và các bạn hãy để ý lại xem, đó có phải là thói quen mà các bạn đã vô tình cài đặt cho con mình hay không? Nếu đã vô tình cài đặt, khi con không thể giao tiếp bằng mắt, không thể, tức là không có thèm á bạn, chứ không phải là không thể, là không có mắt thì mới không thể giao tiếp bằng mắt thôi. Chứ cơ bản là con không có giao tiếp bằng mắt với bố mẹ, thì hãy xem lại và điều chỉnh cái cách giao tiếp lại trong gia đình đi. Tức là khi bố nói chuyện thì mẹ lắng nghe, mà mẹ nhìn bố. Đó, sẽ tập cho con một thói quen là nhìn bố mẹ nói chuyện. Và khi con nói chuyện thì các bạn hãy tập trung vào con như thế này, như là ngoài con ra các bạn không còn thấy một cái thứ gì trên cái cõi đời này nữa. Hãy tập trung vào con. Bây giờ khi trẻ đang tập trung chơi trò chơi thì hãy, cái giải pháp là gì? Là hãy cùng đợi chơi với con đi. Rồi khi các bạn thắc mắc một điều gì đó thì các bạn hãy hỏi, con cái này chơi sao vậy? Và hãy lắng nghe nó trả lời. Đó, nó như vậy. Và nó cứ phải như vậy các bạn, thì từ từ thì cái mối quan hệ, cái sự kết nối giữa gia đình với con cái, giữa chồng với vợ mới có thể hàn gắn lại được, mới có thể hòa thuận được, mới có thể gọi là, như một số bố bà mẹ nói, mới có thể hết bệnh được. Còn nếu mà con của các bạn mà dự định đi khám bởi vì nó không giao tiếp bằng mắt, bởi vì nó không tập trung vô lời bạn nói, thì đi khám chỉ là một cách để có thuốc uống. Nếu bác sĩ nào biết về tâm lý thì mới có thể đưa cho bạn cái giải pháp. Đó là giải pháp tâm lý, không phải giải pháp về bệnh lý.
sự tập trung không phải uống thuốc là có. Bởi vì nếu thật sự có một cái sự tập trung uống thuốc mà có thì người ta đã không có cần phải, người ta không có cần phải tạo cái sự tập trung, tạo cái sự chú ý ở ngoại cảnh bên ngoài, hay là tạo cái sự hứng thú rồi bạn. Chỉ cần uống thuốc là có thể tập trung. Chỉ cần là uống thuốc thì tập trung, uống thuốc thì giao tiếp bằng mắt, thì không có cái thuốc đó các bạn à. Cũng như bây giờ các bạn nhìn thấy tôi, các bạn hãy nhìn thẳng vào mắt tôi, cũng như tôi đang nhìn vào các bạn. Như vậy thì chúng ta mới có thể giao tiếp được với nhau. Và trong gia đình cũng vậy, khi chồng nói chuyện, hãy nhìn vào mắt của người chồng đó. Khi vợ nói chuyện, hãy nhìn vào mắt của người vợ để hiểu những điều người ấy chưa nói. Khi con đang nói chuyện, hãy nhìn nó để hiểu tất cả những điều mà nó chưa nói các bạn. Chỉ cần nhìn thôi, các bạn đã bày tỏ được sự chân thành của các bạn rồi. Không có cần các bạn phải nói những lời hoa mỹ. Ví dụ như chồng yêu vợ lắm, nhưng mà bây giờ chồng đang không rảnh. Vợ à, vợ cứ nói đi. Chồng nghe đây, chồng đang nghe đây. Dạ vợ cứ nói đi. Nói gì? Vợ nói đi. Rồi cuối cùng thì sao? Con của các bạn sẽ là bạn sao của các bạn. Cho tôi xin nói là chả có cái thuốc gì uống để cho con có thể giao tiếp lại bằng mắt với bạn. Chả có thuốc gì uống để cho con có thể tăng sự tập trung với các bạn. Chả có thuốc gì uống để hàn gắn những mối quan hệ đã rạn nứt. Chả có cái thuốc gì đâu các bạn. Sự giao tiếp không phải đến từ sự uống thuốc. Xin chào và hẹn gặp lại ở bạn những video kế tiếp.